Chào các bạn đã quay trở lại video của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem những nhân vật Mara mình đã làm được nha. Bây giờ mình sẽ đến với con đầu tiên. Đó chính là một bác dân làm. Con dân làm này thì ai cũng biết thì đúng không? Đây nha, dân làm. Mình sẽ đến rồi. Tiếp theo là một con Big Lin. Con Big Lin với con dân làng này với cái giường với mọi ăn Red Hood với kia. Thì mình có nói là sẽ hướng dẫn các bạn, nhưng mà các bạn không comment với like cho mình, như thế mình sẽ không hướng dẫn. Các bạn phải like và comment với hướng dẫn cái giường với ăn Red Hood để thế nữa. Đây, tiếp theo là cái giường rất là đẹp. Để ra đây nữa. Tiếp theo là ăn Red Hood nha các bạn. Đây, cái này thì mình làm cũng khá cũ rồi. Con Big Lin này cũ nhất này. Con này Big Lin này là đầu tiên cũ nhất này. Ăn Red Hood cũng cũ, cũng cũ lắm. Còn đây làm từ tháng 11 rồi các bạn. Đây, tiếp theo San. San đây thì làm cũng làm từ tháng 11 rồi. Thì tớ cũng hơi cũ, tay cũng bị rời ra. Đây nhá, ôi tay lại bị xúc rồi. Ôi, chị nhé, ok, để gọn ra đây. Tiếp theo là một quyển sách em chan. Mình thì vẫn chưa làm cái bàn em chan. Khi nào mình sẽ làm nhá, mình sẽ ra đây. Tiếp theo là một nhân vật YouTuber này thì mình cũng quên tên rồi. Đây cái nón của YouTuber độ lên đây này, độ lên đầu, nhưng mình làm chặt quá méo độ được như thế vứt thôi. Bây giờ mình sẽ YouTuber ra đây. Tiếp theo là một nhân vật anime nha các bạn. Ôi giời ơi, đây Monkey Luffy. Đây nha, đây cái mũ rơm. Đằng sau mình lỡ vé thêm một cái mũ rơm nữa các bạn, tôi kệ đi. Đây mình phải nhầm một cái mũ với đội em đầu, mình đội vừa các bạn. Sẽ để ra đây nha. Bây giờ một skin mà mình có làm cho một cái video mà như các bạn có nhớ là dám trên dám lên ăn Red Hood. Wow, giờ có San dám lên. Đó chính là Hia Glit. Đây nha, Hia Glit. Mình rất thích ăn Hia, nhưng mình làm một cái phiên bản Hia Glit. Các bạn. Tiếp theo là một nhân vật trong Myra mà cần phải triệu hồi, đó chính là Hero Ride. Đây là tất cả thứ mình đã có, mình sẽ để thêm mấy con nha. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 con. Bây giờ mình sẽ tắt video thôi nha. Bye bye các bạn.